Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin số 4 năm 2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trường Đại học Mở Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2021. Trường Đại học Mở Hà Nội công bố hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Khai mạc cuộc thi Olympic tin học tiếng Anh không chuyên lần thứ 10. Sơ loại cuộc thi tiếng hát viên chức người lao động HOU năm 2021. Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong tháng 4, Trường Đại học Mở Hà Nội đã ban hành đề án tuyển sinh đại học năm 2021 sau nhiều ngày cân nhắc, lựa chọn những phương án tối ưu và thuận lợi nhất cho các em thí sinh. Đúng theo dự kiến, nhà trường tuyển sinh 17 ngành đào tạo đại học hệ chính quy với 3.400 chỉ tiêu. Trong đó, dành 3.200 chỉ tiêu để xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 200 chỉ tiêu còn lại sẽ dành để xét học bạ cho 3 ngành công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm và thiết kế công nghiệp. Mỗi ngành đều có chỉ tiêu cụ thể, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển và mã tổ hợp xét tuyển. Năm nay, nhà trường mở thêm ngành quản trị khách sạn, một trong những ngành giành được sự quan tâm lớn của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Việc thực hiện quy đổi điểm ngoại ngữ cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng là một điểm sáng của đề án, vừa ghi nhận những nỗ lực phấn đấu trước đó của thí sinh, vừa giúp thí sinh giảm bớt áp lực thi cử. Các thông tin trong đề án sau khi công bố đã được nhà trường đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông, giúp phổ biến rộng rãi đến thí sinh trên khắp cả nước. Hội nghị phổ biến đề án tuyển sinh và tập huấn cán bộ tư vấn tuyển sinh cũng ngay lập tức được diễn ra, đảm bảo rằng tất cả cán bộ tư vấn đều nắm rõ, nắm đúng mọi thông tin trong đề án để truyền tải một cách chính xác nhất đến thí sinh. Ngoài ra, Trường Đại học Mở còn tổ chức định kỳ các chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp trực tuyến hay talk show, trò chuyện với các nhân vật thành công trong lĩnh vực mà thí sinh đặc biệt quan tâm. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chi tiết đề án tuyển sinh năm 2021 tại địa chỉ tuyển sinh.hou.edu.vn và đặt câu hỏi qua fanpage, email hay số điện thoại liên hệ của nhà trường. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. Buổi lễ được phát sóng trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội của nhà trường với sự góp mặt của rất nhiều các vị đại biểu, khách quý. Chương trình vinh dự được đón tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, đại biểu đại diện lãnh đạo các cấp, nguyên lãnh đạo nhà trường, các cơ quan truyền thông báo chí, các cán bộ, giảng viên và học viên sinh viên trong trường. Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng trường Đại học Mở Hà Nội có 19 thành viên, trong đó Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng trường. Cùng với đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng được tín nhiệm trở thành Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và là nữ hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Hoàng Minh Sơn chúc mừng và đánh giá các hoạt động của nhà trường, cũng như đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tân Hiệu trưởng nhà trường Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung khẳng định sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoạch định những giải pháp phù hợp, thiết thực trên cơ sở chiến lược phát triển của nhà trường đã định hướng và xuyên suốt, đó là mở cơ hội học tập cho mọi người. Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức tri ân Tiến sĩ Trương Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, người đặt nền móng vững chắc cho rất nhiều các chiến lược, kế hoạch và hoạt động của nhà trường trong thời gian tới. Sau đó, Hội đồng trường Đại học Mở Hà Nội đã tiến hành quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng. Tiến sĩ Dương Thăng Long được tín nhiệm tái bổ nhiệm vào vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Việc sử dụng công nghệ đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong cuộc sống, đòi hỏi việc cập nhật thường xuyên, liên tục đối với mọi lứa tuổi. Ngày 8 tháng 4, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức chương trình hội nghị tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đối với cán bộ khuyến học Hà Nội, giúp các cán bộ khuyến học thuần thục hơn, có thêm kinh nghiệm tiếp cận ứng dụng công nghệ trong các công tác, sử dụng các thiết bị công nghệ đảm bảo an toàn quyền riêng tư, bí mật cá nhân và có thể ứng dụng công nghệ để làm việc được mọi lúc, mọi nơi. Tại hội nghị tập huấn, các chuyên gia công nghệ thông tin, giảng viên của Trường Đại học Mở Hà Nội đã chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích, nâng cao năng lực ứng dụng trong công nghệ thông tin đối với cán bộ khuyến học Hà Nội. Các học viên cùng trao đổi, thảo luận và thực hiện bài khảo sát cuối khóa tập huấn. Nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, ngày 18 tháng 4 vừa qua, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức cuộc thi xếp sách nghệ thuật HOU 2021 tại khu ký túc xá sinh viên.
Cuộc thi xét sách đã thu hút 11 đội thi với 55 thí sinh là sinh viên đến từ các khoa đào tạo trong nhà trường. Mỗi mô hình là một câu chuyện thú vị về giá trị của sách, cùng với thông điệp khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và nhà trường. Với chủ đề mái nhà chung HAU, khoa công nghệ sinh học đã có mô hình xếp sách ấn tượng và xuất sắc đạt giải nhất tại cuộc thi. Hai giải nhì và ba lần lượt trao cho mô hình của khoa tiếng Anh và khoa kinh tế. Bên cạnh đó, rất nhiều mô hình ấn tượng khác cũng được đầu tư công phu, sáng tạo với nội dung ý nghĩa. Nhân dịp này, Trường Đại học Mở Hà Nội cũng trao tặng tủ sách HAU cho khu nhà ở sinh viên Pháp Vân. Với khoảng gần 1.000 đầu sách giúp cho các bạn sinh viên ở ký túc xá có thêm một nguồn tư liệu để trau dồi và phát triển bản thân. Với Trường Đại học Mở Hà Nội, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục được xem là khâu then chốt để nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của trường. Trong đó, nhà trường đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng hệ đào tạo đại học từ xa với hơn 20.000 sinh viên đang theo học. Tiếp nối công tác đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Hà Nội triển khai kế hoạch thường niên về việc rà soát hoạt động tuyển sinh và quản lý đào tạo từ xa. Cùng với việc rà soát hoạt động tại các đơn vị chức năng, các đoàn công tác của trường đã, đang và tiếp tục triển khai tại các trạm đào tạo từ xa trên cả nước. Qua các buổi làm việc, đoàn công tác kịp thời nắm bắt được những ưu điểm cũng như khó khăn tại các trạm, đặc biệt là tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất của sinh viên. Qua đó, nhà trường sẽ có sự điều chỉnh trong hoạt động quản lý và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đầu ra, gắn đào tạo với thực tiễn. Các đoàn công tác của nhà trường sẽ tiếp tục triển khai hoạt động rà soát trong các tháng tới. Theo kế hoạch, Trường Đại học Mở Hà Nội được lựa chọn là một trong năm trường đại học thí điểm xây dựng đơn vị học tập. Và trong ngày 22 tháng 4 vừa qua, đoàn đại biểu nhà trường đã tham dự hội thảo góp ý bộ tiêu chí đơn vị học tập dành cho các trường đại học được tổ chức tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng bộ tiêu chí khung để đánh giá xếp loại đơn vị học tập trong cơ sở giáo dục đại học theo 3 nhóm tiêu chí lớn. Điều kiện để xây dựng đơn vị học tập gồm cả điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng công nghệ, các chính sách cụ thể nhằm động viên thành viên học tập. Nhóm tiêu chí thứ hai là về kết quả học tập của các thành viên trong trường, bao gồm cả lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức. Nhóm tiêu chí thứ ba là hiệu quả, tác động của xây dựng đơn vị học tập tới các thành viên trong trường, sinh viên và các đơn vị khác, cộng đồng. Trong những năm qua, Trường Đại học Mở Hà Nội đã không ngừng phấn đấu nâng cao mọi chất lượng, điều kiện trong nhà trường. Từ chất lượng dạy và học cho đến điều kiện về cơ sở vật chất, con người, môi trường đào tạo. Thường xuyên cập nhật các cơ sở công nghệ tiên tiến, mở các khóa học trực tuyến miễn phí cho người dân, hỗ trợ một số đơn vị ngoài trường xây dựng và phát triển hệ thống trực tuyến. Đầu tư đẩy mạnh phong trào học tập trong sinh viên, thường xuyên cử cán bộ đi học nâng cao trình độ. Với tất cả những điều đã làm được, Trường Đại học Mở Hà Nội tự tin và sẽ nỗ lực hết mình trong việc xây dựng một đơn vị học tập điển hình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn dân. Vượt qua gần 1.000 thí sinh tại vòng sơ loại cấp khoa, 242 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng loại cấp trường của cuộc thi Olympic tin học tiếng Anh không chuyên lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 tại khu giảng đường khoa tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo nhà trường khẳng định, việc không ngừng trau dồi các kỹ năng tin học tiếng Anh là điều rất cần thiết đối với mỗi sinh viên. Cuộc thi này nên được triển khai rộng rãi đến nhiều đối tượng sinh viên hơn nữa. Nhà trường sẽ nỗ lực hết mình để đem đến cho các em sinh viên những sân chơi lành mạnh và bổ ích. Sau chương trình khai mạc, 242 thí sinh đã dự thi các nội dung tin học tiếng Anh theo yêu cầu của ban tổ chức. Sau vòng loại, 10 cặp thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng chung kết. Mỗi cặp sẽ tham gia trải nghiệm, thu thập ảnh, dữ liệu về một trong những chủ đề mang tính chất thời sự, phù hợp với sinh viên do ban tổ chức lựa chọn. Ngày 28 tháng 4, vòng sơ khảo liên hoan tiếng hát viên chức người lao động Trường Đại học Mở Hà Nội đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng của không ít cán bộ, giảng viên nhà trường. Cuộc thi được tổ chức nhằm duy trì phong trào văn hóa, nghệ thuật, qua đó phát hiện những giọng hát xuất sắc. Liên hoan tiếng hát viên chức người lao động năm nay được tổ chức thành hai vòng. Các tiết mục hay và đặc sắc ở vòng sơ khảo sẽ được lựa chọn để biểu diễn ở vòng chung khảo. 24 tiết mục được chuẩn bị kỹ càng với các nội dung thể hiện lòng biết ơn với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, tự hào với nghề dạy học cao quý, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người. Bằng những giọng ca không chuyên, nhưng các cán bộ, giảng viên nhà trường đã mang tới liên hoan những bài ca, tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng, đem đến cho ban giám khảo và đông đảo khán giả nhiều cảm xúc bất ngờ. Kính thưa quý vị, trước những diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tiến hành cho cán bộ, giảng viên nhà trường tiêm mũi 1 vaccine để phòng chống dịch bệnh.
Sau 5 ngày diễn ra tiêm chủng, hầu hết những người tham gia tiêm đều có các dấu hiệu phổ biến như sốt, đau người. Các dấu hiệu trên thường biến mất sau từ 1 đến 2 ngày. Có thể nói, đây là tín hiệu đáng mừng giúp người dân yên tâm hơn trong việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Cùng với đó, nhà trường tiến hành tặng khẩu trang vải cho toàn thể viên chức, người lao động trong trường. Chuyển toàn bộ các hoạt động từ tập trung sang trực tuyến. Sinh viên thực hiện học online bắt đầu từ ngày 4 tháng 5. Trường Đại học Mở Hà Nội luôn sẵn sàng các biện pháp để ứng phó với sự thay đổi bất ngờ của dịch bệnh, đặc biệt là công tác nâng cao ý thức tự bảo vệ của mỗi cán bộ, giảng viên trước đại dịch thế kỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại dịch bệnh lại tiếp tục căng thẳng. Rất nhiều ca mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển vô cùng phức tạp. Rất mong quý vị tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các phương pháp phòng dịch như thực hiện thông điệp 5K, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Cài đặt ứng dụng Bluezone và hạn chế tối đa việc di chuyển khỏi nơi cư trú và tập trung đông người. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an.